Đây là toàn cảnh thành phố Cần Thơ quay từ khu vực của Bến Ninh Kiều tại khách sạn Ninh Kiều Riverside. Quý vị thấy thành phố Cần Thơ rất là yên bình và với một cái không gian thoáng, rất là sạch sẽ và nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Đặc biệt nhất là quý vị đang nhìn thấy đây là khu vực người ta gọi là Bến Ninh Kiều, một địa điểm tham quan du lịch không thể thiếu của thành phố Cần Thơ. Đến với Bến Ninh Kiều này, quý vị sẽ được trải nghiệm cái việc đi thuyền chạy dọc theo dòng sông Cần Thơ để đến được với chợ nổi Cái Răng, một trong những cái nét đặc trưng về văn hóa của vùng sông nước miền Tây. Và Cần Thơ được xem như là thủ phủ, là điểm chính của khu vực Tây Nam Bộ hay còn gọi là đồng bằng sông Cửu Long. Đây quý vị đang nhìn thấy đây là bến thuyền. Ở đây thì chúng ta có thể lên những chiếc thuyền để đi tham quan chợ nổi. Ngoài ra khu vực này cũng còn một điểm, đó là cái thuyền của Mai Linh để đưa các cái đoàn khách đến với Côn Đảo, rất là thú vị. Bây giờ mình sẽ ngắm nhìn tiếp những cái điểm xung quanh, những cù lao, những cái cồn đã tạo nên nét đặc trưng cho khu vực của thành phố Cần Thơ. Đây là dòng sông Cần Thơ, quý vị thấy những chiếc đò đang chở những cái sản vật, đó là những cục rơm rất là đẹp như thế này. Và phía bên dưới của Bến Ninh Kiều, ngay khu vực của ngã ba sông này, chúng ta thấy có những cái chiếc du thuyền. Đây là những cái thuyền phục vụ về ẩm thực để ăn uống và thưởng thức được những cái nét văn hóa đặc trưng của miền Tây sông nước, như là giao lưu về văn nghệ, đặc biệt là nghe về đờn ca tài tử và vọng cổ. Bây giờ quý vị sẽ nhìn thấy được một cái cù lao nổi lên trên cái dòng sông Hậu, và xa xa là những nhịp cầu của cầu Cần Thơ. Cây cầu đã giúp cho thành phố Cần Thơ nói riêng và các cái tỉnh như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bạc Liêu rồi đến Cà Mau thuận tiện hơn trong việc di chuyển từ trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, đó là thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị là cùng với Thịnh ngắm nhìn tiếp cái cây cầu Cần Thơ để nối về phía bên hướng của Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, và đi lên được Tiền Giang hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn một cách dễ dàng. Phía dưới đây là được xem như là một cái địa điểm để cuối tuần và buổi tối các du khách khi đến Bến Ninh Kiều có thể lên đây để chụp hình. Nơi đây là nơi dòng rạch Cái Khế để đổ ra khu vực của sông Cần Thơ và dòng sông Hậu ở phía ngoài. Quý vị thấy dòng sông Hậu thì rất lớn. Đây là một trong hai nhánh chính của dòng sông Mekong khi đổ về Việt Nam. Trên dòng sông Hậu này thì có những cái cầu như là cầu khu vực ở đây thì mình thấy là cầu Cần Thơ. Ở phía trên thượng nguồn thì mình có cầu Vàm Cống. Và phía bên này quý vị thấy một cái khu vực với cái resort Victoria trong một cái mảng xanh khá là lớn. Xa xa đó là chính là khách sạn của tập đoàn Mường Thanh. Bên cạnh là những cái dự án về những cái căn hộ, những shop house đang được phát triển gần khu vực trung tâm thể dục thể thao của tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ. Và đây là cây cầu và quý vị thấy rạch Cái Khế. Hướng về khu vực của rạch Cái Khế và trung tâm thể dục thể thao thì ở nơi đây ngày xưa chính là con đường chính để dẫn chúng ta đến với thành phố Cần Thơ bằng việc đi qua phà Cần Thơ hay còn gọi là Bắc Cần Thơ. Để phát triển thì có lẽ là người ta đang xây dựng thêm nhiều công trình để giúp cho thành phố Cần Thơ ngày một đẹp hơn. Ở cuối khu vực rạch Cái Khế này thì mình sẽ thấy đó là trung tâm thương mại, chợ Cái Khế nằm đây. Và cũng như bao nhiêu cái thành phố khác của khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì thành phố Cần Thơ được xem là Tây Đô, là thủ phủ của Tây Nam Bộ, nằm bên dòng sông Hậu, một trong hai nhánh chính của dòng sông Mekong trải ra qua rất là nhiều quốc gia và sau đó ở Việt Nam bắt đầu đổ ra Biển Đông. Đây quý vị thấy thành phố Cần Thơ ngày hôm nay thì bắt đầu được xây dựng và phát triển hơn rất là nhiều, đặc biệt là những cái khu vực vùng ven đang được làm những cái công trình, đặc biệt là những cái cơ sở hạ tầng để giúp cho thành phố Cần Thơ ngày một phát triển và xứng đáng, xứng tầm là một trong những thành phố trực thuộc trung ương.
là đầu tàu kinh tế chính trị của vùng đất Tây Nam Bộ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Thịnh giới thiệu về vùng đất Tây Nam Bộ.